Hàng chính, Hà trụ Muchiru. Vâng, không thể phủ nhận, Muchiru là một thần đồng khi là người leo lên chức trụ cột cực nhanh chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Ngay cả Tanjiro, bút hào quang như bậc chính, mất cả mới thời gian dài vẫn chưa thể lên được chức này. Đúng là thần đồng rồi, tuy nhiên cậu ta còn quá ít tuổi, chưa đủ chín để mà mạnh hơn các trụ cột khác. Cậu thậm chí còn ít tuổi hơn cả Tanjiro. Nếu như không chết mà có cả cái tương lai sau này để phát triển, rõ ràng sẽ rất là mạnh rồi. Đáng tiếc cậu đã ra đi ở tuổi 14, chết dưới chính tay tổ tiên của mình, chính là cụ nhất Kokushibo. Khi chiến đấu với thượng ngũ Gyoko, cậu đã không thể nhanh hơn hắn, khiến hắn tọt vẹo vô trong cái bình thần kỳ như cái túi của Doraemon, rồi lẫn sang cái bình khác mất. Nếu cậu nhanh hơn, đã có thể chém kịp hắn trước khi hắn chui vào bình. Về tốc độ thì Muchiru khá là nhanh nhẹn khi có thể vội vàng né tránh hàng nghìn mũi kim độc của những con cá thông qua cái nóc nhà. Tuy nhiên, vì cái lòng tốt của mình, cậu đã lao ra hứng chọn một đống kim cho hai thằng thợ rèn. Ngay sau đó, cậu đã đỡ được toàn bộ lạc kim tiếp theo bằng mũi kiếm của mình. Điều này cho thấy rằng phản xạ của cậu chưa đủ tốt để có thể đẩy kịp kim cứu hai tên thợ rèn. Hoặc giả như xô hai thằng này vô sau gốc cây cũng đỡ được một phần. Vì vậy nên sức mạnh của Muchiru vẫn thua kém hơn so với thượng ngũ khi cậu ta không thể đánh và có nguy cơ bị ăn đòn cao khi hắn dùng chiêu cá bắn kim bọc hậu bắn lén từ nhiều hướng. Sau khi bị tê liệt dần vì kim độc thì cậu đã chậm đi một nhịp, khiến cho Gyoko dễ dàng nhốt cậu vào một cái bình chứa nước. Sau khi thoát ra được, cậu đã lập tức mọc ấn và tiêu diệt thượng ngũ nên không được tính vào. Tuy là vậy, sau khi dùng ấn, cậu cũng đã bị cụ nhất hạ gục mà không tôn lấy một giọt mồ hôi.